với kênh của Lưu Cà Phê. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các anh chị cách pha cà phê phin 200g. Cách pha cà phê phin 200g, tức là 200g đây là 200g cà phê một phin nha. Ok. Còn tôi sử dụng cái phin thì đây là cái phin chung. Cái phin này á thì chúng ta sử dụng cho một quán á. Thì bình thường là các anh chị hay bán là anh chị sử dụng cái phin nào thì mọi người cứ vui lòng comment phía dưới ha. Còn hiện tại các quán của Leon thì hiện tại đang xài cái loại phin chung này, thì chúng ta cho được khoảng 200g cà phê vào trong này ha. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các anh chị cách pha cà phê phin 200g này như thế nào nhé. Và việc đầu tiên là tôi sẽ sử dụng cái cà phê hạt rang xay nguyên chất của Lưu Cà Phê. Và cái loại này là cái loại Black Coffee số 1. Cái loại này thì có, nếu mà mọi người mà có máy xay cà phê hạt rang xay thì mọi người có thể lấy hạt cà phê mình về mình tự xay. Còn nếu mà quán anh chị mà không có máy xay cà phê hạt thì chúng ta có thể là lấy cà phê nguyên chất mà được xay sẵn và đóng bình như vậy ha. Đó. Rồi, và bây giờ tôi sẽ lấy 200g cà phê. Ở đây, đây là cái loại cà phê số 1. Cái loại này thì vị của nó sẽ là đắng đậm, mùi thơm nhẹ ha. Ok, đây là 200g cà phê. Và chúng ta sẽ đến cái công đoạn tiếp theo là ủ. Mọi người không biết là mọi người có thắc mắc là cái cà phê hạt rang xay nguyên chất là như thế nào, và cà phê có trộn đậu bắp là như thế nào. Thì đây mọi người thấy không, cà phê hạt rang xay nguyên chất khi mà chúng ta nhìn thấy không, đây là khi mà xay ra là hạt nó đều như vậy. Đó. Hạt rất là đẹp, không có hạt to hạt nhỏ ha. Còn mọi người muốn hiểu kỹ hơn thì mọi người cứ vui lòng comment phía dưới. Thì Lưu Cà Phê đã làm những clip về cách phân biệt hai loại cà phê trộn đậu bắp và cái cà phê hạt rang xay nguyên chất như thế nào. Ok. Sau khi chúng ta lấy cà phê xong thì chúng ta sẽ để cái phao chặn ở phía trên này. Ok. Và để ủ cà phê, chúng ta sẽ cần là 50ml nước vừa sôi xong ha. Đây, chúng ta sẽ cho xuống phía dưới để ủ dưới. Đây. Mục đích của việc này đó là để cho cà phê chúng ta nở từ phía dưới lên. Để khi mà pha ra thì chúng ta sẽ pha nhanh hơn. Và với lại cà phê nó sẽ nở đều hơn. Và sau khi mà ở phía dưới đã thấm hết nước rồi thì chúng ta sẽ sử dụng cái, chúng ta sẽ cho thêm tiếp là 300ml để chúng ta ủ trên. Mọi người lưu ý là khi mà chúng ta ủ cũng như là chúng ta pha cà phê thì chúng ta phải sử dụng nước sôi ha. Sau mới sôi xong là chúng ta cho vào thì cà phê sẽ nở tốt hơn. Đó, đây là 200ml ha. Mọi người lưu ý khi mà chúng ta ủ phần trên, chúng ta sẽ rưới đều xung quanh. Chúng ta không có đổ một chỗ ha, để cái cà phê của chúng ta được nở đều chứ không có bị trũng lại một chỗ. Và khi chúng ta
Và tôi sẽ lấy tiếp là 100 ml nữa. ml là 300 ml chúng ta tưới lên. Đó. Rồi khi mà tưới này thì chúng ta sẽ dụng một cái muỗng. Đó, để chúng ta khuấy đều trên bề mặt. Khuấy trên bề mặt này. Rồi chúng ta sẽ nhấn nhẹ nó xuống. Đó, để tránh trường hợp là cái phao chúng ta bị lật. Đó. Mọi người lưu ý là chúng ta chỉ khuấy trên bề mặt thôi ha, chúng ta không có dùng đũa hay là dùng muỗng để chúng ta chọc xuống phía dưới ha. Chúng ta chỉ khuấy trên bề mặt thôi. Và chúng ta sẽ đậy nắp lại để chờ từ 15 đến 30 phút để cái cà phê chúng ta nở đều. Rồi chúng ta sẽ pha tiếp. Và đây, có thấy là cà phê chúng ta đã nở hết và bắt đầu đã thấm hết cái lượng nước ở phía trên ha. Thì chúng ta sẽ cho thêm là 200 ml. Đây, tôi sẽ cho là 200 ml. Nước sôi. Đó. Rồi chúng ta cũng tưới đều bề mặt. Đấy, mọi người thấy lớp bọt nào? Đây cà phê rang xay nguyên chất khi mà chúng ta mới xay ra nó sẽ có lớp bọt nó dày vậy. Ok, chúng ta đã đậy nắp lại và chờ đến khi mà cà phê chảy hết rồi chúng ta sẽ châm một lần nước nữa. Và như mọi người thấy thì sau khi mà cà phê đã chảy hết rồi thì chúng ta sẽ châm một lần nước nữa là 150 ml nước sôi. Ở đây tôi sử dụng là 150 ml. À, mọi người cũng tưới đều mặt của nó. À, và chúng ta đậy nắp lại. À, và chúng ta chờ đến khi mà cà phê chảy hết cái cà phê bên trong là được. À, và vừa rồi là tôi đã hướng dẫn các anh chị cách pha cà phê phin 200 g. Và cái nguồn cà phê ở đây thì tôi là sử dụng cái cà phê số 1 của Lương Coffee. Thì nếu như mọi người đang là chủ quán mà đang có nhu cầu về cà phê hạt rang xay nguyên chất thì mọi người cứ vui lòng comment phía dưới hoặc liên hệ với số hotline miễn phí của Lương Coffee. Thì Lương Coffee sẽ liên hệ lại và tư vấn cho các anh chị xem cái khu vực của mình thì cái khách hàng họ đang ưa chuộng xài cái loại nào. Và nếu như mọi người có thắc mắc gì về cà phê hạt rang xay nguyên chất thì mọi người cứ vui lòng comment phía dưới thì Lương Coffee sẽ liên hệ lại và tư vấn cho mọi người. Ok, cảm ơn mọi người đã đồng hành với tôi trong cái clip này. Hẹn gặp lại mọi người vào những clip sắp tới.